Đạo diễn Lâm Ngọc Vân, Dư Thúy Hoa, Nhậm Hải Đào. Biên kịch Tư Hỏa. Giám chế Lý Cơ Nghiệp. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai Bạch Hiển, Tư Âm, Phàm Nữ Tố Tố, Thanh Khâu Nữ Quân. Triệu Hữu Đình trong vai Mặc Uyên, Dạ Hoa, Chiếu Ca. Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Bạch Phượng Cũ. Trương Trí Nghiêu trong vai Chiếc Nhang. Cao Vĩ Quang trong vai Đông Hoa Đế Quân. Hoàng Mộng Doanh trong vai Tố Cẩm Tiên Tử. Liên Dịch Danh trong vai Kình Thương. Trương Bân Bân trong vai Ly Kính. Vu Mông Lung trong vai Trần Chân. Và một số diễn viên khác. Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Tập 47. Phụng lệnh của Thiên Quân, mời Chiếc Nhang Thượng Thần đến cứu Trùng Thiên, cứu một người. Ở trên đó có Dược Dương lo rồi mà. Thiên Quân cần phải mời người đi lên đó để làm gì? Nghiêm trọng vậy? Chắc là do không tìm được thuốc rồi, nên Dược Dương cũng bó tay hết cách. Không lẽ lại là Dạ Hoa Quân? Không ngờ ngươi đã hao tốn hết cả tu vi của mình để luyện đan dược. Chẳng trách Thiên Quân lại nhờ ta đến cứu ngươi. Cũng may là mạng ngươi lớn. Nếu không, trễ thêm vài canh giờ nữa, cả ta cũng phải hết cách thôi. Thượng thần đã đưa đan dược cho Thiển Thiển chưa? Đã đưa cho nó rồi. Vậy thì tốt. Tốt gì mà tốt chứ. Ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi đi. Đường đường là thái tử thiên tộc, không chỉ mất một cánh tay, mà còn mất sạch những gì tu luyện nữa. Ngươi đó, nếu muốn kế vị Thiên Quân phải chịu bị thiên lôi lửa thiêu, giờ thì không biết phải chờ tới lúc nào nữa. Tất cả đều không quan trọng. Đúng vậy, điều không quan trọng, quan trọng là tiểu hồ ly trong lòng ngươi thôi. Còn tiểu hồ ly thì không biết gì cả, cứ vui vẻ đi cứu sư phụ, có đúng vậy không? Đúng không hả? Nè, sao không thấy con trai của ngươi vậy? Phụ quân của nó sắp bị mất mạng rồi mà nó không đứng bên giường khóc lóc sao? Ali là do ta nuôi, nhưng ta sợ nhất là thấy nó khóc, cho nên lúc về đây ta đã phái người đưa nó tới Linh Sơn Pháp Hội rồi xa ta. Ừ, vậy cũng đúng. Ngươi vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ, thật không dễ đâu. Không dễ dàng gì đâu. Tiên sư. Tỉnh rồi hả? Hôm nay đúng là đỡ hơn nhiều rồi. Mấy ngày mà ta ngủ, cô luôn canh chừng bên cạnh ta hay sao?
ngài có chỗ nào thấy không được khỏe hay không? Không biết tiên sứ có còn nhớ thông báo mà phụ thân ta giáng khắp tứ hải bát quan hay không? Nhớ chứ. Ai có thể trị khỏi cho điện hạ thì có thể gả vào Tây Hải làm phi. Lúc phụ quân giáng thông báo đó, ta không hề đồng ý. Mặc dù dung mạo tiên sứ rất xinh đẹp, nhưng mà mẫu người Điệp Ung thích không phải là mẫu người như tiên sứ. Ngài thật sự là không có chỗ nào không khỏe hả? Tiên sứ không quản ngày đêm chăm sóc cho ta, ta rất là cảm kích. Nếu thị nữ trong điện không nói với ta, ta cũng không biết tâm ý của tiên sứ. Chuyện như vậy ta cũng chỉ từng thấy trong văn kịch mà nhị đệ đem đến cho ta. Thật không ngờ chuyện trong văn kịch lại diễn ra với ta. Nghe các thị nữ nói thái tử điện hạ từng đến thăm tiên sứ. Nếu điện hạ có ý với tiên sứ, tiên sứ việc gì phải đặt trái tim của mình vào chỗ của ta kia chứ? Nói cũng đúng, ta việc gì phải đặt tâm tư vào chỗ ngài chứ. Tội gan. Có chuyện gì mà muội vui quá vậy? Đại sư huynh đừng chọc muội. Huynh có biết là khoảng thời gian này muội cực khổ chăm sóc cho đại ca huynh, mà lúc nãy ngài nói gì với muội không? Nói gì vậy? Ngài ấy cảm ơn muội hết lần này tới lần khác, rồi ngụ ý muốn từ chối tâm tư của muội đối với ngài. Đại ca huynh ấy chưa từng biết yêu. Ánh mắt muội nhìn huynh ấy như nhìn sư phụ, khó tránh huynh ấy hiểu lầm. Nếu muội không tiện nói, hãy để ta chăm sóc đi. Dù gì huynh ấy cũng đã tỉnh rồi, không đáng ngại nữa. Như vậy càng tốt. Vậy làm phiền đại sư huynh. Lúc nãy muội bắt mạch cho ngài ấy, thấy rất ổn định. Đợi chút nữa huynh dùng thuật tri hồn thăm dò lại, xem coi tiên khí của chiếc nhang đã bình ổn thật chưa, rồi bảo toàn nguyên thần của sư phụ cho tốt. Được. Vậy muội đi trước. Sao vậy? Có phải nguyên thần sư phụ xảy ra vấn đề gì không? Muội theo ta qua đây. Nhị hoàng tử. Trong giường ở ngoài, không để bất cứ ai làm phiền ta. Dạ. Dạ. Muội vào đi. Ta đã thi triển tiên thuật lên đại ca. Huynh ấy ngủ say rồi. Muội lén dùng thuật truy hồn thử đi. Thử rồi sẽ biết. Lần trước vào đây chỉ có một luồng tiên khí yếu ớt của Điệp Ung nuôi dưỡng sư phụ. Lần này luồng tiên khí nuôi dưỡng sư phụ lại vô cùng mạnh mẽ và cao thâm. Ta hoàn toàn không thể lại gần cơ thể của người. Tiên lực lớn mạnh như vậy, nếu không phải là tu vi cao thâm suốt mấy vạn năm thì không thể nào luyện ra được. Xem ra ngày sư phụ tỉnh lại đã tới gần rồi. Nhưng tiên khí nuôi dưỡng sư phụ này lại không phải của chiếc nhang. Tiên khí này vừa mạnh mẽ vừa trầm tĩnh, điềm đạm mà lại hào hùng. Đây là Dạ Qua. Ta và thái tử điện hạ quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ. Đó chính là tiên khí của ngài ấy. Hèn chi chiếc nhang có vẻ muốn nói, nhưng rồi lại thôi.
Hèn chi trên người lão không hề có chút vết thương. Lão vốn chưa từng đến Doanh Châu, sao lão lại phải giấu muội chứ? Thập Thất à, muội đừng vội hoảng loạn. Thái tử điện hạ tiên pháp vượt trội, nhất định là ngày ấy sao muội không chịu nhận đơn dược, cho nên mới bảo Chiếc Nhan mang tới. Cô sao vậy? Điện hạ, sức khỏe đã không còn nghiêm trọng nữa, không cần tiểu tiên tiếp tục điều dưỡng cho ngài. Phiền hai vị nói với thủy quân, tiểu tiên có việc gấp, phải về rừng đào đi. Tiên sứ, tiên sứ. Vị thượng thần này giáo bộ dặm đường đến thiên cung có việc gì? Ta đến thăm thái tử điện hạ của thiên cung, Dạ Hoa Quân. Mời thượng thần đợi đây, tiểu tiên vào cung thái tử thông báo. Lát nữa gặp Bạch Thiển thượng thần, không được nói gì hết. Nếu thượng thần hỏi là tại sao, thì nói bổn quân mấy ngày nay bận rộn chính vụ. Dạ. Ta có chút ấn tượng với tiểu tiên Nga này, có phải người ở thư phòng của thái tử điện hạ hay không? Gần đây quân thượng thế nào rồi? Hiện giờ đang làm gì? Gần đây quân thượng rất tốt, vừa cùng với các vị tinh quân nghị sự xong, bây giờ đang ở trong thư phòng chờ thượng thần tới. Vừa mất tu vi hơn vạn năm, hôm nay lại có thể ngồi trong thư phòng nghị sự sao? Sao hồi phục nhanh quá vậy chứ? Nếu vậy xem ra chắc là không có gì nguy hiểm rồi. Nàng đến rồi, ngồi đi. Nàng làm sao vậy? Một canh giờ trước, khi dùng truy hồn thuật vào nguyên thần của đại hoàng tử thủy quân Tây Hải, có chút thất thần nên bị thổ huyết. Ta biết nàng muốn chăm sóc cho Mạc Quyên, nhưng cũng phải lo cho mình nữa chứ. Lỡ Mạc Quyên tỉnh lại mà nàng ngã xuống, không phải lại có chuyện nữa hay sao? Chàng đoán xem trong nguyên thần của đại hoàng tử thiếp đã thấy gì? Mạc Quyên. Chàng có thể cho thiếp biết tứ đại hung thú canh giữ cỏ thần chi trông như thế nào hay không? Chiếc nhang cho thiếp đan dược là do chàng luyện, đúng không? Tu vi của chàng hiện giờ còn lại bao nhiêu? Được rồi, đúng là có chuyện này. Lần trước thiên quân phải ta đến Đông Hải, trên đường qua Doanh Châu đột nhiên nhớ ra nàng cần cỏ thần chi,
nên thuận tay hái cho nàng vài nhánh. Còn về tứ đại hung thú trong ra sao thì ta chưa thấy. Nếu ta tới đúng lúc hơn, có lẽ là đã chạm mặt, đem về cho nàng nuôi rồi. Lúc nàng chán có thể chơi với chúng, nàng cũng rất hay rảnh rỗi mà. Lời chàng nói sao mà nghe dễ dàng quá. Thiếp từng nhớ cha thiếp khi từ Doanh Châu trở về, trên người đầy vết thương. Vậy đan dược đó đã lấy bao nhiêu tu vi của chàng? Chàng nhờ Chiết Nhan mang đến, tại sao lại phải giấu giếm thiếp? Giấu à? Lại có chuyện này sao? Chiết Nhan không nói với nàng là đan dược đó là ta đích thân điều chế sao? Chuyện này quả thực không nên giao cho ngài ấy, dám cướp đi công lao của ta. Nàng yên tâm, trời sinh tu vi ta cao hơn các thần tiên khác một chút. Trước đây thiên quân cũng cho ta nhiều rồi, luyện đan dược không vấn đề gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Thiếp thấy hôm nay chàng pha trà rót nước luôn dùng tay trái của chàng. Tay phải của chàng có phải cũng nên cử động một chút không? Chỉ trách bản thân ta vô ý khi lấy cỏ thần chi, bị con thú đó cắn một cái. Nhưng không có gì đáng ngại, Dược Dương xem qua rồi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng một tháng sẽ hồi phục. Dạ qua, thiếp sống bao năm như vậy rồi, đương nhiên biết là chàng đang nói dối. Nhưng thiếp cũng biết chàng nói dối là để khiến thiếp yên lòng. Nếu đã như vậy thì thiếp yên tâm rồi. Thiện Thiện, ta có gì khiến nàng không yên tâm chứ? Ngược lại bản thân nàng kìa, đại hoàng tử Tây Hải vừa uống đan dược không lâu, sợ là có chút thay đổi. Lúc này nàng mà lên trời, coi chừng xảy ra sai sót đó. Nhìn vẻ mặt tráng chịu đựng của chàng, chắc là không còn chịu được lâu nữa. Chàng nói đúng. Vậy thiếp đi trước đây. Chàng dưỡng thương cho khỏe. Chiết Nhan hay không? Chiết Nhan đang làm việc ở rừng đào. Nghe nói gần đây lão đã làm một việc hổ thẹn với lòng. Bao năm nay không có làm việc gì hổ thẹn với lòng hết, thỉnh thoảng mới có, nên cảm xúc đặc biệt hổ thẹn. Muốn tới rừng đào làm chút việc để giải tỏa tinh thần thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Người có thể nói rõ ràng cho con biết được không? Bây giờ con đang rất sốt ruột đó. Người không thể nói với con một chút được hay sao hả? Nói một chút thôi cũng được mà. Người không nói con đi đó. Con đi thật đó. Bây giờ con đi đó nha.
quân thượng. Sao quân thượng lại xuống giường vậy? Chiếc nhan thượng thần đã nói rồi, sức khỏe của quân thượng cần tình dưỡng cho thật tốt, tốt nhất không được xuống giường đi lại mà. Phu quân ngươi tuổi tuy còn trẻ nhưng bố trí mọi việc lại rất cẩn trọng. Hắn kêu ngươi canh đèn kết phách trong 3 ngày 3 đêm xong đã trình tấu sớ lên thiên quân, nói Đông Hải Doanh Châu có mọc cỏ thần chi gì gì đó là trái với pháp độ của tiên giới, còn liệt kê ra rất nhiều đạo lý. Xin phép thiên quân ân chuẩn cho hắn hủy bỏ hết cỏ thần chi trong Doanh Châu đi. Thiên quân coi thấy cũng có lý nên ân chuẩn. Sau đó hắn bị trọng thương quay về, thiên quân còn tưởng đứa cháu trai của mình ra nông nổi đó đều là do 4 con hung thú canh giữ có thần chi gây ra. Thiên quân vô cùng hối hận vì đã đánh giá quá cao đứa cháu này, nên lúc đi không phải thêm vài trợ thủ tốt cho hắn. Cũng nhờ có bản tấu sớ đó mà thiên quân không thể nào ngờ được Dạ Hoa là vì ngươi nên mới ra nông nổi này. Có phải hắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng lắm không? Thảo nào trước lúc rời khỏi Tây Hải chàng cứ nhắc con phải canh chừng đại hoàng tử suốt 3 ngày 3 đêm không được rời đi. Con còn nghĩ một người kiệm lời như chàng sao tự nhiên lại lải nhải nhiều tới như vậy. Thì ra chàng muốn con yên tâm ở lại Tây Hải, một mình đi đến Doanh Châu. Ngươi không cần phải lo đâu, ta đã bôi thuốc cho hắn, cứ dưỡng thương là được rồi. Có điều cánh tay thì phế rồi. À, cũng không phải là phế. Ngươi nhìn cánh tay giả ta làm cho hắn xem, bây giờ vẫn chưa dùng được, nhưng dưỡng khoảng 1000 vạn năm sau sẽ dần dần hình thành linh tính, có khi có thể dùng tạm đó. Sao chàng lại ngốc như vậy chứ? Hắn cảm thấy mình là phu quân chưa cưới của ngươi, ngươi nợ Mặc Uyên, hắn có thể giúp ngươi trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn muốn ta giấu ngươi vì hắn quá hiểu tính của ngươi, sợ ngươi biết đan dược đó là hao tốn hơn nửa tu vi của hắn mà luyện thành, nhất định không chịu dùng. Tuy thời gian chàng và con bên nhau không lâu nhưng lại rất hiểu con. Đúng là hắn rất hiểu ngươi. Có những chuyện ngươi cần phải hiểu ra thì ngươi mới giải quyết viên mãn được. Con có gì mà không hiểu vậy? Còn không phải chàng giấu con sao? Đúng vậy, biết ngươi trước giờ không phải là người có tính tỉ mỉ, nhưng lần này lại bị ngươi phát hiện ra. Nhưng mà tính tình của Dạ Hoa chuyện gì cũng tự mình gánh giá hết, ta lại muốn khen hắn có phong thái rất dễ dàng. Hắn mấy vạn tuổi đã giết Đào Ngột, Cùng Kỳ, một đao giết chết 4 hung thú đó. Tương lai không thể đoán trước được. Chỉ là tu vi cả đời, nói mất là mất hết, cũng thật là đáng tiếc đó. Con biết mà, đó là do con hung thú có cốt khí, một khi bị cắn phải thì cả da và xương đều sẽ bị nuốt gọn. Chàng còn nói chỉ là vết thương nhỏ. Chuyện đã như vậy cứ để hắn dưỡng thương trước đi, ngươi có lo lắng cũng vô dụng thôi. Đêm nay ngươi nghỉ lại đây đi. Con nên ở bên chàng thì hơn. Bây giờ đi cũng có thể làm gì cho hắn chứ, nhiều nhất cũng chỉ là ngồi đợi ở bên cạnh thôi. Cho dù chỉ làm được chuyện nhỏ như vậy, con cũng muốn đến bên cạnh chàng, lo cho chàng. Ta chính là sợ cái tính này của ngươi, vậy không phải sẽ uổng phí nỗi khổ tâm mà hắn giấu ngươi sao? Ngươi cứ yên tâm, nếu chàng đã có ý giấu con giả vờ không biết là được. Nếu đã như vậy, ngươi đi xem hắn đi. Ta còn một số đan dược để dưỡng thần bồi khí, tiện thể ngươi đem cho hắn luôn đi. Nàng nhìn ta như vậy để làm gì? Thiếp cảm thấy chàng như vậy nhìn rất đẹp. Không phải là nàng đang chăm sóc cho đại hoàng tử Tây Hải sao? Đêm hôm khuya khoắt sao lại đến chỗ ta chứ?
Không lẽ đại hoàng tử xảy ra chuyện gì sao? Điệp Ung không có sao? Thiếp đã lo xong chuyện của hắn rồi. Thiếp chỉ là nghĩ tới cánh tay chàng bị thương rồi, làm gì cũng có phần bất tiện, nên thiếp muốn qua đây thăm chàng thôi. Thiển Thiển, lại đi. Không hay đâu. Thiếp vẫn nên ngủ lại chỗ cục bột nhỏ thì hơn. Đêm nay chàng nhớ nghỉ ngơi sớm, mai thiếp đến thăm chàng. Bây giờ ta chỉ còn một cánh tay, nếu như nàng không muốn, có thể đẩy ta ra. Tối nay thiếp có thể chiếm một nửa giường của chàng được không? Dốc dáng này của nàng còn chưa chiếm được một nửa giường của ta đâu. Đêm nay nàng muốn một mình trốn ở góc giường không đắp chăn đi ngủ, hay là nằm trong lòng ta và đắp chăn đi ngủ đi? Chúng ta có thể cùng nhau cùng đắp chăn rồi lăn ra góc giường mà ngủ. Ý này cũng không tồi. Nàng biết hết rồi đúng không? Nàng vẫn như lúc trước, không muốn nợ ân tình. Tiếp đúng là không muốn nợ ân tình của người khác. Nàng ngủ chưa? Ngủ rồi. Ngủ mất rồi.
Đại Tử Minh Cung quả thật là một vùng đất không tốt đẹp. Mấy ngày trước một người cao quý qua đời, bây giờ tới Dực Khẩu cũng chết là sao? Hả? Tại sao nước lại biến thành màu đỏ hết vậy? Lão Dực Quân, đó là sấm đỏ mật báo là Lão Dực Quân. Hồng Liên nghiệp quả. Yên Chi, muội làm sao vậy? Tại sao muội dùng hết cách cũng không được? Muội đừng ngốc nữa. Luyện đan trong vực giới vốn là chuyện trái ý trời. May mà tu vi muội còn thấp, chưa đến nỗi gây lỗi lầm lớn. Đan dược này chưa luyện thành. Nhị ca, có phải chỉ khi đến thiên giới mới luyện được đan dược này không? Trên trời dưới đất, năm xưa chỉ có Mạc Quyên, có lò luyện đan mới có thể tu luyện yêu khí. Muội cho rằng người của Công Luân Hưu sẽ cho muội mượn dùng sao? Cho dù vực giới và thiên giới nối lại quan hệ hòa hảo, nhưng thù của phụ quân và Mạc Quyên vẫn còn đó. Muội đừng vọng tưởng nữa. Không, nếu đến Công Luân Hưu mới luyện được, vậy thì muội sẽ đến đó. Sang Bỉ, không được. Nhị ca, muội nhất định phải đến Cung Luân Hư. Người đâu? Quân thượng, công chúa điện hạ cần được nghỉ ngơi, không được bổn quân cho phép. Không ai được phép vào trong, không cho trưởng công chúa tự ý ra ngoài. Dạ, dạ. Quân thượng, sông Nhược Thủy đột nhiên chuyển sang màu đỏ, trên trời đầy mây đỏ, thấy có hồng liên nghiệp quả, đây là dấu hiệu cho thấy Lão Dực Quân sắp trở lại rồi. Nghe nói chưa, Lão Dực Quân sắp trở về rồi. Vực giới chúng ta sắp có thể ngóc đầu lên rồi. Ừ, sớm đã nghe nói rồi. Không biết lần này tin đồn có phải là thật không? Nếu là thật, vực giới chúng ta chẳng phải đã sắp trở mình rồi sao? Dè dặt một chút, cứ không sợ bị chém đầu sao? Đi đi. Bạch Thiển Thượng Thần lại lén vào Tử Thần Điện sao? Bẩm nương nương, vô cùng chính xác. Lúc quân thượng còn ngủ, nàng ta không có trong điện, nhưng nửa đêm nô tỳ đi châm thêm đèn để nghe thấy được tiếng của vị thượng thần đó đang thì thầm với quân thượng chuyện gì đó. Nô tỳ không dám ở lâu nên đã lui xuống. Ngươi phải ngày đêm lưu ý hành tung của nàng ta, lúc nào cũng có thể đến nói với ta. Dạ nương nương. Tân nô, ngươi nói vị thượng thần này có phải quá xem thường quy tắc thiên tộc không? Lần trước đến cũng chỉ ở trong cung thái tử, chưa từng nói đi bái kiến thiên quân, đại hoàng tử và Lạc Tư nương nương. Sau đó nói đi là đi, lần này nói đến là đến. Nương nương, nô tỳ cho rằng nàng ta quá xem thường nương nương. Đúng, nàng ta quá xem thường ta. Ngày đó lúc nàng ta giáo huấn ta, không phải đã nói nàng ta là Bạch Thiển Thượng Thần của Thanh Khâu. Cho dù quân thượng gặp nàng ta cũng phải theo quy tắc của hậu bối mà vấn an, cô ta sẽ nhận hết. Trong mắt cô ta đến quân thượng còn xem như vậy, huống hồ chi một trắc phi nhỏ bé như ta chứ. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ cô ta còn chưa thành thân với quân thượng mà đã xem thường nương nương rồi. Nếu sau này mà gả vào đây, vậy nương nương
không phải sẽ không còn những ngày an lành nữa sao? Từ khi cô ta xuất hiện, ta cũng nhiều lần ngụ ý và lộ liễu đấu với cô ta, nhưng đều rơi vào thế yếu. Bất luận là người đi Thanh Khâu nói quy tắc, Nguyên Trinh say rượu, hay là Mậu Thanh mê hoặc Quân Thượng, cũng không ảnh hưởng gì đến cô ta. Thậm chí cả ta mượn cơ hội chia rẽ cô ta và Quân Thượng cũng không thành công. Quả thực không dễ đối phó. Nhưng mà bổn cung đã tìm ra được nhược điểm chí mạng của cô ta. Nương nương đã phát hiện ra điều gì? Nhược điểm của ả ta y như ta, chính là động lòng với Quân Thượng. Vì vậy nhược điểm của bổn cung nhất định cũng là nhược điểm của ả. Đợi ta tìm một cơ hội nói cho ả nghe về Tố Tố. Chàng tỉnh rồi hả? Tối qua ngủ có ngon không? Có nàng ở bên cạnh đương nhiên là ngon. Còn nàng? Thiếp hơi nhớ cục bột nhỏ. Hôm nay Linh Sơn mở pháp hội, Linh Bảo Thiên Tôn đăng đàn thuyết pháp, Thành Ngọc dẫn Ali đi tham gia rồi. Ta kêu già dân đi đón, ngày mai chắc sẽ quay về. Cục bột nhỏ còn nhỏ như vậy, chàng không sợ nó buồn sao? Ali đi Linh Sơn chỉ là để ăn mía, huống hồ còn có Thành Ngọc đi chung, nàng nghĩ nó có buồn không? Thiếp thật sự phục người làm cha như chàng đó. Sao nàng nói vậy chứ? Chàng để nó đi Linh Sơn là vì không muốn nó nhìn thấy dáng vẻ trọng thương này của chàng, đúng không? Mệt quá đi. Là đế quân và Linh Bảo Thiên Tôn. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên Ali, nhanh lên, qua đây. Qua đây. Chúng thần của Nguyên Cổ ai cũng đã ứng kiếp rồi, cũng về với cát bụi. Này, còn lại chẳng bao nhiêu người. Ta thấy đế quân ngài cũng tới lúc ứng kiếp rồi đó. Cho là vậy đi. Tới lúc rồi. Trạm đế quân nói chuyện xong sao buồn thiêu vậy? Điện hạ có biết cái gì gọi là ứng kiếp không? Đây chính là độ kiếp, là những thiên kiếp mà thần tiên phải chịu. Phụ quân từng nói thần tiên trời sinh trời dưỡng, tiên vị đều là tự đến, cho nên phải bị độ kiếp, phải chịu hai đạo sấm sét mà trời ban cho. Chịu thiên kiếp xong có thể phi thăng phẩm cấp, nhưng mà nếu không xong thì hồn bay phách tán. Không, ứng kiếp thì càng đáng sợ hơn nữa. Vừa rồi nghe cách nói chuyện của Linh Bảo Thiên Tôn, đế quân lần này sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Từ cổ chí kim, hễ gặp ứng kiếp
thì không có mấy người vượt qua được. Có thể nói ý nghĩa hai từ ứng kiếp này là thân về cát bụi đó. Thân về cát bụi? Phải chết hả? Đế quân phải chết sao? Lúc nãy đế quân có nói rồi, ngài nói xem như ứng kiếp đó. Ta còn tưởng thần tiên như đế quân sẽ sống trường cửu nữa chứ. Đến phụ thần còn phải bị ứng kiếp, huống chi là người khác. Chuyện này phải mau nói cho Phượng Cửu Điện Hạ biết. Mẫu thân cũng là thượng thần, người cũng sẽ có một ngày phải chịu ứng kiếp. Sống một ngày thì sẽ bớt một ngày, ai cũng đều như nhau. Tiểu Điện Hạ phải nắm bắt thời gian, hiếu kính với mẫu thân nha. Đúng rồi, chúng ta mau về thiên cung đi, để phụ quân tìm mẫu thân. Ừ, đi.不能再相认，就让情分。